chào mừng các bạn đến với kênh sam audio mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện đam mỹ cao hát cực hạn săn bắn tác giả nhất thế hoa thường qua giọng đọc của sam nếu thấy hay hãy like và share cho bạn bè mình cùng nghe nhé đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ sam audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chuyện đam mỹ cao hát hành động Cực hạn săn bắn Tập 24 Một mình ở trong không gian tối tăm lạnh lẽo Tự mình cảm thụ thống khổ Bị máu bạo ngược tra tấn Loại chuyện này tả xuyên trạch trải qua không biết bao nhiêu lần Chỉ cần là ngày đầu tháng Y không ở tổng bộ phùng ma Nhưng khi giọng nói như ngọc vang lên bên tai Thì Y bỗng nhiên sinh ra cảm giác rung động xa lạ Tựa như âm thanh đó Nói cho Y biết Giờ Y đã không còn cô độc Loại cảm giác này rất kỳ quái Khiến trong giây lát muốn xúc động hùng hằng kéo người này tới trước mặt mình. Y lặng lặng nằm trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà không trước, đợi đến khi cảm giác được nâng lâng biến mất mới nhẹ giọng. Tống chiết, anh đang dở cho quỷ gì? Tôi chỉ đang nhớ em, đang nghĩ xem khi nào thì em tỉnh. Giọng nói như ngọc của Tống chiết vang lên giữa không trung vắng vẻ, cực kỳ êm tai. Lâu không gặp, em có nhớ tôi không? Sao tôi lại phải nhớ anh? Tả xuyên trạch hừ một tiếng nói. Sao thế? anh thực sự bị nhốt sao à có thể nói là thế tổng chết cười cười gia gia đối xử với em thế nào không làm khó em chứ tạm thời không tôi và gia gia anh còn đánh cờ ba ngày khóe miệng tả xuyên trạch cười nhẹ lười biếng hỏi khi nào thì anh trở lại cái này tôi cũng không rõ lắm phải xem thế nào đã trong ngôi biệt thự ở tam giác vàng tổng chết ngồi ở lan can tầng ba nhìn cảnh bên ngoài hôm nay là đầy tháng thuốc lần trước tiêm vào trong cơ thể hắn cũng phát tác cảm giác trùng kích này thật mãnh liệt nhưng không phải không thể chịu hắn ngồi một mình ở ghế trên ban công đợi tác dụng của thuốc chậm rãi biến mất trong bỗng chốc giật mình nhớ lại những gì mà người kia cảm nhận được đôi mắt sách trong trẻo lạnh lùng trầm xuống bỗng nhiên rất nhớ giọng nói của người kia nên hắn đã tính toán thời gian y tỉnh lại rồi gọi điện này hắn nhìn về phía chân trời trắng bệch ôn hòa cười nói tôi phát hiện tôi rất nhớ em đầu rơi bên kia chuyển đến nụ cười mơ hồ tả xuyên trạch chỉ nói vậy sao giọng nói mang theo chút ác liệt khiến tống chiết tưởng tượng tới giờ người kia đang nằm trên giường khóe miệng cười tà còn người diêm rúa lẳng lơ vừa ác liệt vừa trêu tức yêu nghiệt tựa như lần đầu bọn họ gặp nhau tống chiết nở nụ cười thả lỏng cơ thể về phía sau lướt qua tầng dưới rồi chậm rãi nói thoạt đầu tôi muốn ôm em a à, tôi còn rất nhiều hương vị của em hắn dừng một lát rồi thấp giọng nói giọng nói rất nhẹ nhưng mang theo một chút ôn nhu và bất đắc dĩ trạch anh muốn em giọng nói của hắn xuyên thấu ống nghe chạm tới tận tai tiến vào cơ thể trong lòng tả xuyên trạch hơi run rẩy chỉ nhìn trần nhà không nói trong đầu không ngừng vang lên giọng nói thân mật của người kia y thở dài một tiếng còn chưa kịp nói thì chợt nghe người kia tiếp tục này em còn chưa quên cảm giác đêm đó tôi cho em chứ a à, Em không hoài niệm sao? Tả Xuyên Trạch nhớ tới đêm đó như một bản năng, bàn tay người kia vuốt ve trên cơ thể y, bờ môi ấm áp, nhàn nhạt, nhạt, hương trà, đôi mắt sắc trong trẻo, lạnh lùng vì tình dục mà sâu thẳm, nụ cười của hắn. Những hình ảnh chạy trong đầu tựa như một thước phim, nhanh chóng khiến cơ thể y nóng lên. Tả Xuyên Trạch nhắm mắt lại, phát hiện thân thể càng ngày càng khô nóng. Y không khỏi phẫn hận nói, anh im ngay cho tôi. Tống Chiết nghe được sự tức giận trong giọng nói của y, nụ cười quái miệng lại sâu thêm. Thế nào? Không nhớ thật sao? Nam nhân luôn dễ hưng phấn vào buổi sáng, thậm chí nơi nào đó trên người tả xuyên trạch lại có xu thế ngẩng đầu. Y nằm trên giường, hít sâu mấy lần, khô nóng trong cơ thể rốt cuộc đã bình phục, lúc này mới thấp giọng nói, âm thanh có chút khàn khàn. Đúng là khắc tinh của tôi, ban đầu khi tôi nói nghiệt duyên quả không sai. Tổng chết lặng lặng nghe giọng nói của Y bị tình dục mà trở nên khàn khàn, cũng hít sâu một hơi rồi cười nói thật không biết ai mới là khắc tinh của ai tả xuyên trạch lười biếng hừ một tiếng không nói tuy y vừa ngủ dậy nhưng giờ còn chưa sáng hẳn y vẫn có chút mệt mỏi tống chết cười nói mệt sao ừ vậy em ngủ đi tống chết nói tôi gọi lại cho em sau tả xuyên trạch ừ một tiếng cực kỳ không có thành ý nói chúc anh tự do sớm tống chết nở nụ cười tôi sẽ cố gắng như vậy đi Tạm biệt Trạch Ừ Anh yêu em Tả Xuân Trạch cười cười cúp điện thoại lười biếng trở mình đi ngủ Tổng Chiết thu điện thoại Khóe miệng cười sung sướng Lúc này mới nhìn tầng dưới một lần nữa Ở đó có một người Người đó ngồi uống trà một mình trong đêm Thật cô đơn Từ nửa đêm ông ta vẫn ngồi đó Đến giờ vẫn chưa động đậy Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Tống Chiết khẽ hít Bỗng nhiên, nghĩ người đó đầy tháng nào cũng làm thế sao có vẻ như thuốc trong cơ thể tả xuyên trạch khiến ông ta không tốt lắm. Nhưng cho dù như vậy, ông ta cũng không tìm cách chữa trị. Sự chấp nhất với y học của ông ta đã tới mức biến thái. Tống Chiết rũ mắt nằm trên ghế ngủ. Khi ôn mạch đẩy cửa đi vào, hắn vẫn chưa tỉnh. Ánh nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến làn da tái nhợt của hắn. Thậm chí, từng mạch máu có thể thấy được rõ ràng. Ôn bạch thở dài một tiếng. Người này rõ ràng đã gầy đi rất nhiều. Gã đặt bữa sáng lên bàn đang do sự không biết nên gọi hắn dậy hay không thì tống chết tỉnh hắn nhìn gã cười nói biểu tình của anh là gì vậy không có gì ôn bạch đẩy đẩy kính cười nói tôi chỉ không nghĩ tống đại công tử còn là người lụy tình như thế ai bảo tôi gặp được một cây thuốc viện đây tống chết cười cười đứng lên rửa mặt ôn bạch nhìn xuyên qua cửa sổ xuống thấy hắc yến và a nhã đang tản bộ đứng dậy đi tới phòng tắm thấp giọng nói cậu nghĩ thế nào Căn phòng này từ khi Tống chiết vào ở đã được kiểm tra một lần không có máy theo dõi hay ghi âm gì cả nên họ mới yên tâm nói chuyện với nhau hắc yến tự như không lo chuyện hắn nói nơi này với người ngoài cũng hiểu rằng chắc chắn hắn sẽ không làm vậy về phần nguyên nhân chỉ có hai người hiểu rõ ngoại trừ chuyện lần trước tôi nói ra thì không có vấn đề gì tổng chiết rửa mặt nhẹ giọng nói anh cảm thấy thế nào hắn trở thành vật thí nghiệm của hắc yến ôn bạch nói tôi nghĩ khả năng rất lớn nếu ông ta chỉ nghiên cứu chế ra thuốc thì cũng không tìm nhiều thuốc cho cậu như vậy. nếu như thật là để chế thuốc thì vì sao không thử đêm qua? dù sao đêm qua là đầy tháng là lúc dễ dàng quan sát tác dụng thuốc nhất mà ông ta lại không làm. vậy thì có thể nói kỳ thật ông ta cũng không muốn loại bỏ thuốc trên người cậu. tổng chết nhẹ nhàng ừ một tiếng tắt vòi nước lấy khăn lau qua nước trên mặt rồi chậm rãi đi ra hạ mắt nhìn hai người đang tản bộ trở về nói Mấy ngày nay tôi vẫn lo lắng về tỷ lệ thuốc đã chế tạo ra có lớn không? Ôn Bạch hơi chấn động. Ý cậu là, kỳ thực khắc yến đã sớm chế ra thuốc, nhưng không nói cho cậu biết. Gã trầm ngâm một lát rồi nói. Rất có thể. Lấy năng lực của khắc yến thì không thể không chế ra được. Khi ông ta đã biết rõ thành phần thuốc, vậy ông ta đang cố ý kéo dài thời gian. Có lẽ là vì tôi còn phải là vật thí nghiệm. Tổng chức ngồi xuống bàn ăn, chuẩn bị giải quyết bữa sáng một tháng này anh hãy chú ý tới ông ta hay nhất là có thể đem thuốc ra ngoài đưa cho chắc viêm để hắn nhìn thử hắc yến biết anh không am hiểu phương diện này nên sẽ không đề phòng anh cái này tôi biết ôn bạch nhìn hai người sắp đi tới gần nói tôi phải đi rồi anh phải cẩn thận một chút đã biết tổng chiết nhẹ giọng trả lời cúi đầu nhìn bữa sáng hồi lâu không đụng đũa sau khi lăn qua lăn lại đêm qua hắn đã không còn muốn ăn cái gì nữa nhưng hắn phải ép bản thân mình ăn hắn không khỏi thở dài một tiếng lúc này cửa phòng bị đẩy ra tiếng thở dài vừa hay rơi vào tai của người nào đó nó cười nói sao thế đêm qua thế nào giọng nói này rất thanh thúy tống chiết gần như không cần ngẩng đầu lên cũng biết người đến là a nhã hắn ăn một miếng trứng nhỏ nhất trong đĩa rồi mới ngẩng đầu lên cười nói hôm nay cậu rất vui vẻ đó là đương nhiên a nhã ngồi đối diện hắn cười mỗi lần đầy tháng tôi đều rất vui vẻ vì người kia lại bị hành hạ thêm một đêm tổng chiếc đương nhiên biết người kia là tả xuyên trạch nhân tiện nói cậu rất ghét em ấy không chỉ y mà còn cả anh nữa a à nhã nhìn chằm chằm vào hắn bất cứ thứ gì có thể cướp đi sự chú ý của hắc yến thì tôi đều ghét mà trong những người này người kia đối với ông ấy mà nói nó nói đến đây thì dừng lại một chút quay đầu không nói gì nữa hắc yến lớn lên rất đẹp tính khí ôn hòa cử chỉ ưu nhã lúc cười tựa như thiên sứ. Người tốt đẹp như vậy, lúc nào tâm niệm tên ác ma mà máu tanh kia bảo nó, làm sao có thể can tâm? Tống chết cười yếu ớt, là người quan trọng nhất. À nhã khẽ hử một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan. Số mượn gì rồi tôi cũng giết y, để Hắc Yến biết, chỉ có tôi mới đối tốt với ông ấy. Tốt hay không tốt, chẳng quan trọng là mấy. Tống chết cười. Hắc Yến chỉ trầm mê y học, mà khi đã trầm mê một thứ gì đó, thường sẽ quyết thiếu một số thưởng thức thông thường tỉ như cảm tình à nhã nhíu mày anh muốn nói cái gì tôi nghĩ đôi khi muốn có một người phải dùng những thủ đoạn không bình thường tổng triết ôn hòa nói cho dù có một ngày cậu giết tả xuyên trạch hắc yến trong lòng vẫn là em ấy như vậy thà rằng cậu nghĩ kỹ làm sao để ánh mắt hắc yến chuyển sang người cậu cậu thông minh như thế không cần tôi dạy nữa à nhã ngẩn ra hừ một tiếng ném một câu không thú vị rồi ra ngoài tống chiết mỉm cười nhìn nó đi mất biết lời hắn nói nó nghe được cũng không biết nó có thể tạo chút phiền toái nào cho hắc yến không nữa phòng sam nhất thời biến thành yên tĩnh tống chiết nhìn quả trứng bị mình phanh tây trên đĩa thở dài một tiếng cuối cùng không ăn nữa hắn xoay người nhìn cửa sổ nghĩ thầm không biết người kia có như thế này không nhưng vừa nghĩ đến việc sau mỗi lần đầy tháng y không xuất hiện bên trạng thái kém ăn như mình thật không biết là do thể chất đặc thù hay do nhiều năm rồi cơ thể đã quên nữa đôi mắt sắc trong trẻo lạnh lùng của hắn khẽ hít thuốc trong người y phát tác ngày càng nghiêm trọng nên lượng thuốc kháng chế càng dùng càng nhiều hàm lượng thuốc viện cũng tăng mặc dù không thể nghiện nhưng vì ảnh hưởng không nhỏ nên chắc người kia cũng chưa ăn uống gì cả hắn nhíu mày một cái thật muốn kết thúc hết thảy mọi chuyện tổng chiết đoán không sai tả xuyên trạch quả thực không ăn uống gì cả trên người cũng không có sức tổng tham mưu thầm nghĩ dù gì đây cũng là cháu dâu nên ông sai người chiếu cố bởi vậy sau khi được nuôi ăn hai ngày như tổ tông cuối cùng cũng được thả trở về tả xuyên trạch ngoẹo đầu nhìn tống tham mưu không hiểu hỏi lão gia tử ngài định tả tôi thật sao tống tham mưu cười nói đúng a à, không thả chẳng lẽ cậu còn ở lại chơi cờ với lão già này còn người diêm dúa lẳng lơ của tả xuyên trạch khẽ híp lại theo tưởng tượng của y thì không đúng a à? theo những gì y phán đoán thì tống tham mưu nhất định sẽ nói với y chuyện tống chiết dù sao chỉ có tống chiết liên lạc với bọn họ nhưng đợi vài ngày rồi mà cũng không thấy ông ấy nói đến nửa chữ tựa như y bị giam lỏng chỉ là để đề phòng đầy tháng chẳng quan hệ gì đến việc tống chiết xuất quỹ mà nếu đây đúng là ý của tống chiết thì tại sao hắn không tự mình tới lại vì sao cũng bị giam lỏng nếu như hắn không phải xuất quỹ mà giam lỏng mà người nào đó có thể dùng lý do gì đó để giam được con người ấy con người tả xuyên trạch lướt qua ánh sáng y ngẩng đầu nhìn người trước mặt khí tức tả ác tăng vọt tống chiết đi tìm hắc yến tống tham mưu vẫn luôn biết y thông minh thở dài một tiếng cam chịu tả xuyên trạch nhẹ nhàng nhắm mắt mục đích của tống chiết đi tìm hắc yến y hoàn toàn đoán được y mở mắt không nói gì cả chậm rãi quay đầu đi con người đèn bóng sâu không đáy lồng ngực nghẹn lại từ trước tới giờ chưa từng có ai đối xử với y như vậy cũng không từng có ai vì tả xuyên trạch mà hy sinh đến mức độ này. Y ấn tay lên lồng ngực mình, cái nơi 8 năm nay vẫn luôn bình tĩnh, giờ không khống chế được nảy lên một tầng gợn sóng. Tống chiết, tống chiết, anh quả nhiên là khắc tinh của tôi. Sau khi tả xuyên trạch trở về phùng ma, lập tức cho người chuẩn bị một thiết bị truy tung rồi kết nối điện thoại của tống chiết. Lúc này tống chiết mới đi ra từ phòng thí nghiệm, nằm trên ghế nghỉ ngơi. Đúng lúc đó thủ hạ của hắn khom lưng nói Đại thiếu gia, điện thoại. Tổng chiết nhẹ nhàng ừ một tiếng. Là ai? Thủ hạ cung kính nói. Là tả tiên sinh. Khói miệng tổng chiết khẽ cười lắc đầu. Không tiếp. Lúc này, ôn bạch đang chuyển nước biển cho hắn. Nghe được lời đó, giọng nói có chút khó tin. Thật sự là khó có khi cậu không nhận điện thoại của y. Vẫn chưa tới lúc, tổng chiết cười khẽ, khói miệng vẫn còng lên có vẻ tâm tình tốt. Anh không nên xem thường em ấy. Hiện giờ 8 phần 10 Em ấy đã biết tôi ở chỗ hắc hiến Nếu tôi nhận cú điện thoại này Thì ngày mai thôi em ấy sẽ đem quân giết tới tận đây Nhưng không phải vì tôi Mà là vì hắc yến Vậy thì thật tiếc Ôn bạch châm chọc không chút cách khí Cậu mất công mất sức như vậy Mà không thể so được với hắc yến trong lòng y Quả thực là đáng tiếc Tổng chết thở dài một hơi Chợt nhớ tới sự tức giận của người kia Buổi tối hôm trước nhẹ giọng nói Nhưng nói không chừng Cũng có chút nguyên nhân là tôi ôn bạch nói chỉ hy vọng là thế nhưng tôi nghĩ dù y không vì cậu thì cậu cũng không quan tâm tống chiết gật đầu đúng là không quan tâm ôn bạch chỉ lắc đầu cười không nói ngày kế tiếp vẫn trôi qua tả xuyên trạch đánh điện thoại ba lần cũng không ai nghe y lập tức cho người tìm đến phòng khám bệnh mở tại tam giác vàng nửa năm trước đồng thời cũng dò xét tung tích của a nhã mà tống chiết vẫn đang ở cùng hắc yến ôn bạch cũng âm thầm quan sát xung quanh đào được một chút hàng mẫu phái người đưa chắc viêm nghiên cứu nhưng không có kết quả hắn cũng không nóng nảy kiên nhẫn chờ đợi trong khoảng thời gian này tống chiết gầy đi rất nhiều ôn bạch âm thầm thở dài vì đại thiếu gia ngậm thỉa vàng trong miệng này có lẽ từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ chịu khổ như thế tình yêu quả nhiên là thứ không thể hiểu nổi nhưng trong này có chút chuyện khiến gã chú ý mấy ngày trước lúc thuốc phát tác tống chiết đã không khống chế được mà bóc nát một cái chén nếu chuyện này xảy ra với ai khác thì có lẽ gã cũng không quan tâm nhiều như thế nhưng nếu là tống chiết lại khác sự tự chủ của tống chiết luôn rất mạnh mẽ để hắn thất thố còn khó hơn so với lên trời nhưng giờ hắn lại bóp nát một cái chén điều này thể hiện cái gì không cần nói cũng biết hơn nữa lúc đó hắc yến cũng ở đây ánh mắt của ông ta lúc nhìn thấy cảnh này rõ ràng là sáng lên ôn bạch và ông ta ở chung lâu như vậy nên biết rõ mỗi khi người này thực nghiệm đạt tới kết quả khả quan sẽ lộ ra ánh mắt như thế Tống Chiết cũng cảm nhận được ánh mắt của Hắc Yến, nhưng hắn không quan tâm, thuận tay ném mảnh vỡ đi. Đôi mắt xách xinh đẹp vẫn không chút biểu cảm. Hắn ngẩng đầu ý bảo, Ôn Bạch xử lý vết thương rồi ngồi ở sofa không nói tiếng nào. Hắc Yến âm thầm quan sát hắn một hồi lâu, rồi rời đi vào phòng thí nghiệm. A à Nhã cũng theo đuôi đi luôn. Trong phòng chỉ còn lại Ôn Bạch, Tống Chiết và hai thủ hạ của hắn. Ôn Bạch cẩn thận sát trùng vết thương cho Tống Chiết thở dài. Tình hình có chút tệ rồi. Tổng chiết ừ một tiếng, nhẹ giọng nói. Chắc viêm có tin gì không? Tạm thời không có, nhưng hôm qua tôi đã đưa mẫu mới cho hắn, có thể là hai ngày sau sẽ có. Ôn bạch thấp giọng nói, rút ra một ống thuốc nói. Đây là thứ chắc viêm phái người đưa tới lúc trước, hiện giờ hắn cũng đang nghiên cứu loại thuốc này. Hắn nói, mặc dù cách thuốc thành phẩm còn tranh lệch, nhưng tối thiểu có thể tạo ra tác dụng nhất định. Thế nhưng cậu biết mà, thứ này chỉ có thể dùng một lần, sau khi dùng xong, Chúng ta không có cơ hội nữa." Hắc Yến không phải người ngu, với lại bây giờ ông ta đã nắm rõ cơ thể Tống Chiết như lòng bàn tay, nếu như Tống Chiết dùng loại thuốc này, chỉ sợ ông ta nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó kế hoạch của bọn họ hoàn toàn bại lộ. Chuyện này đương nhiên Tống Chiết hiểu rõ. Hắn chỉ cất ống thuốc đi, nét mặt vẫn ôn hòa không chút biến đổi. Ôn Bạch lại bất đắc dĩ thở dài. Gã tiếp xúc với Tống Chiết không phải là ngày một ngày hai, đương nhiên hiểu rõ người này gã biết người này nếu như không có được thứ hắn muốn thì tuyệt đối sẽ không đụng tới ống thuốc này ôn bạch liếc tờ lịch mắt thấy một tháng lại sắp qua nhẹ giọng nói dựa theo tình hình hiện tại thì tháng này phát tác sẽ tệ hơn tháng trước tôi sẽ cố gắng liên hệ với chắc viêm trước khi đầy tháng tống chiết suy nghĩ một lát rồi gật đầu độc trong người tôi có lẽ sẽ phát tác vào hôm đầy tháng đến lúc đó hắc yến sẽ thêm thuốc giải cho tôi nghe ý tứ của ông ta thì thuốc thử này sẽ tuần hoàn trong người vài ngày mới hết. Nói cách khác, trong thời gian ông ta tiêm thêm thuốc độc mới vào, người tôi sẽ có vài ngày nghỉ ngơi. Tôi sẽ cố gắng trì hoãn, nếu trước đầy tháng sau mà có thể bắt liên lạc với chắc viên, thì chúng ta lập tức động thủ. Ôn bạch gật đầu. Được, gã nói xong, quấn băng vải cẩn thận rồi muốn ra ngoài. Thời gian yên lặng trôi qua, sinh hoạt ở đây vẫn như bình thường. Hôm nay Tống Chiết lại ngồi uống trà với Hắc Yến ở sân đầy tháng lại tới rồi tống chiết nhật nhạt nhấp một ngụm trà ngẩng đầu nhìn hắc yến đầy tháng lần này ông có định ngồi trắng một đêm không ngủ nữa không ừ làm sao cậu biết biểu tình hắc yến vẫn không biến hoàn toàn không có chút ngạc nhiên lần trước tôi trùng hợp thấy được tống chiết nói thật thế nên tôi đã tự hỏi phải chăng đầy tháng nào ông cũng không ngủ đúng á à? hắc yến không có ý xấu giếm dáng cười ấm áp hào phóng thừa nhận Tổng chết cười cười đặt chén trà xuống bàn, dường mắt nhìn ông ta. Tả xuyên trạch rốt cuộc có ý nghĩa nào với ông? hắc Yến cười nói. Tại sao lại hỏi thế? Tổng chết chậm rãi rót trà, nhẹ giọng nói. Nếu nói ông không quan tâm đến em ấy, thì sao ông lại có thể vì em ấy mà thức trắng đêm không ngủ? Nếu nói ông quan tâm em ấy, thì sao ông có thể thờ ơ với cuộc sống của em ấy trong 8 năm trời? Dường như dù em ấy có chuyện gì, ông cũng không quan tâm. Hơn nữa, tôi đoán ông cũng chưa từng phái người đi điều tra quan hệ giữa tôi và em ấy, đúng không? Hắc Yến vẫn tiếp tục cười. Tôi không cần biết. Ừ, thế nên tôi mới nghĩ không phải ông không quan tâm, mà là ông chắc chắn rằng vị trí của ông trong lòng em ấy sẽ không bao giờ dao động, nên ông mới không lo lắng. Con cái của Tống Chiết nhẹ nhàng vuốt ve mép chén, nhìn chằm chằm vào Hắc Hiến, chậm rãi nói. Nói như vậy là ông chỉ đơn thuần tự tin vào mình và cũng chứng tỏ em ấy cũng rất quan trọng với ông. Hắc Yến nhợt nhạt ừ một tiếng không quan tâm hỏi Vậy mục đích của cậu là gì khi muốn nói điều này? Tổng chết cười khẽ bàn tay dùng lực thành thạo bạo ngược trong máu tụ tập lại một chỗ Rắc, rắc chén trà trong tay hắn lập tức nát vụn nước trà bên trong văng lên bàn chảy từng giọt từng giọt xuống đất Hắc Yến cho là hắn lại không khống chế được lập tức ngẩng đầu quan sát hắn tỉ mỉ con người ôn hòa trở nên nóng rực bốn mắt chạm nhau trên không tống chiết mỉm cười nhìn ông ta những mảnh chén nhỏ bị ném qua một bên gương mặt vẫn ôn nhã tựa như những chuyện vừa xảy ra chẳng chút liên quan tới hắn ý của tôi là nếu tôi hoàn toàn không thể khống chế được thì tôi sẽ để người kia rời khỏi thế giới này cùng với tôi ánh mắt hắc yến nhìn hắn không chớp đôi mắt xích của tống chiết vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước ánh mắt bên trong không chút tạp chất tựa như có thể soi thấu linh hồn hắc yến chỉ liếc mắt đã hiểu người này biết rõ tất cả kế hoạch của ông ta ông ta vốn muốn đợi đến khi tổng chiết không chịu nổi nữa hoàn toàn không thể tự chủ được nữa sẽ ra tay giải quyết hai thủ hạ của hắn sau đó lấy một số những kẻ thí nghiệm giả âm thanh của hắn định kỳ liên lạc với tả xuyên trạch và tả an tuấn để khống chế bọn họ vạn sự đại cát nhưng hôm nay đôi mắt của tổng chiết đã nói cho ông ta biết chỉ cần ông ta ra tay hắn sẽ khiến người kia hoàn toàn biến mất trên thế giới này có vẻ như lời đồn không nói dối tống chiết quả thực khó đối phó Tổng chết vẫn mỉm cười ôn hòa, tuy trên mặt Hắc Yến vẫn nhu hòa, nhưng hắn biết người này đang tức giận. Hắc Yến và hắn nhìn nhau một hồi, ông ta cười nói, nói vậy thì tạm thời tôi không thể để cậu thất khống được. Tổng chết cười khẽ. Trước khi ông tìm được đối sách mới, thì tạm thời là như vậy. Được rồi, Hắc Yến đứng dậy, để tháng lần này tôi sẽ thử thuốc làm chậm dược hiệu một lần. Ông ta nói xong thì đi ra ngoài chuẩn bị. Tổng chết cúi đầu nhìn bữa ăn trên bàn chậm rãi xoa ngón tay còn người khẽ híp lại thuốc chậm dược hiệu trong lời hắc yến có lẽ chỉ là bán thành phẩm còn thành phẩm người kia chắc chắn không bao giờ lấy ra nhưng tối thiểu trong tháng này hắn không cần tiêm thuốc của chắc viêm như vậy thì thời gian của hắn có thể kéo dài một ít bởi vậy riêng đêm đầy tháng này tống chiếc bị hắc yến đẩy vào phòng thí nghiệm để thực thuốc máu trong cơ thể chậm rãi bình ổn miễn cưỡng chịu qua một lần đầy tháng mà hôm nay tả xuyên trạch lại được tống tham mưu mời đến lần thứ hai tống tham mưu vì không có việc tới ép thị nên tả xuyên trạch bị mời hẳn tới bắc kinh ở lại trong phòng tống Triết. có kinh nghiệm từ lần trước tả xuyên trạch đã biết mục đích của ông y nhìn bàn cờ trước mặt nói lão gia tử lần này không cần cho tôi dùng mê dược ông cứ trực tiếp tiêm là được rồi tống tham mưu biết y là người thông minh nên cười nói ban đầu ta cũng định hạ mê dược ông nói xong thì nhìn đồng hồ trên tường đợi một chút nữa tả xuyên trạch nhún nhún vai hạ một nước cờ tống chiết không liên lạc với ngài nữa không tống tham mưu nói đều là thủ hạ của nó nói cho ta biết nó còn đang an toàn tạm thời không thể về được về phần nó ở đâu thì ta cũng không biết nữa à, chiết chính là như vậy nếu như nó không liên hệ với cậu thì cậu chắc chắn sẽ không thể tìm được nó đâu còn người diêm rúa lẳng lơ của tả xuyên trạch trầm xuống thủ hạ của y đã tìm được phòng khám kia nhưng lại không tìm thấy người chứng tỏ tên bác sĩ kia cũng đã tới chỗ Hắc Yến. Còn cả Tống Chiết. Hắc Yến chính là một tên biến thái không hơn không kém. Anh ta rốt cuộc làm thế nào để khiến ông ta chấp nhận điều kiện? Tả Xuyên Trạch nhìn bàn cờ. Dù y có làm thế nào cũng không thể tập trung được. Cảm giác phiền toái khiến bạo ngược trong cơ thể của y lại dâng lên. Khí tức phát ra xung quanh cũng lạnh khóng. Tống Tham Mưu nhìn qua y, rút bàn cờ cất đi. Đứng lên nói. Đi thôi, cậu phải ngủ một giấc thật tốt trước đã tả xuyên trạch lên tầng nằm trên giường của tống chiết bình tĩnh nhìn dịch thể lạnh như băng tiêm vào cơ thể mình không nhịn được hỏi anh ta cho ngài bao nhiêu thuốc chưa đưa cho ta tống tham mưu nói nó chỉ sai cái người chế thuốc kia mỗi tháng đưa đến một ống thuốc mà thôi con người đen như mực của tả xuyên trạch híp lại điều này nói rõ tống chiết không rõ khi nào hắn có thể về mà kỳ thực có thể không bao giờ trở về nữa y ngẩng đầu nhìn tống tham mưu có vẻ như người này cũng hiểu điều này Tống thăng mưu tim toàn bộ thuốc vào người y ngẩng đầu đối diện tầm mắt của y Ông biết ý nghĩ của người này Nhưng không nói mà chỉ xoa xoa đầu y Đắp kín chăn lên rồi đi ra ngoài Thuốc lần này nặng hơn so với lần trước Tả xuyên trạch hơi nhíu mày Y không thích loại cảm giác mơ hồ này Sự chết lặng quen thuộc Và khoái cảm lại xông tới Y dừng đôi mắt sáng rõ của mình Nhìn qua màn đêm đen Tối nay trời nhiều mây Mặc dù nhìn không thấy mặt trăng nhưng bầu trời vẫn phản chiếu ánh trăng trắng bệch y không khỏi nghĩ tới lần đầy tháng đầu tiên ở cùng tập chiếc hôm đó trời cũng nhiều mây như vậy bầu trời không có ánh trăng thậm chí còn có mưa rơi lác đác y và người kia cùng nhau che ô đi tản bộ cả đêm đó cũng là lúc người kia cường thế chen vào cuộc sống của y y nhắm mắt lại bỗng nhiên muốn hỏi người kia một câu trước khi anh làm mọi chuyện có hỏi xem tôi có đồng ý hay không chưa nhưng y lập tức thở dài bất đắc dĩ người kia vẫn luôn bá đạo vấn đề này có hỏi cũng bằng thừa y oán thầm dưới đáy lòng rồi dần dần thiếp đi chờ khi y tỉnh lại thì đã là sáng sớm bên ngoài bắt đầu hạ xuống trận tuyết đầu mùa nhộm cảnh vật xung quanh thành một màu trắng xóa cháo đã được để ở đầu tủ giường hơi nóng còn bốc lên nhưng y không muốn động lần này thuốc phiện lại được tăng liều khiến đầu óc y có chút choáng váng y không khỏi nghĩ nếu tiêm thêm lần nữa y có thể dính nghiện hay không nhưng dù thế nào thì y cũng coi như là sống chỉ cần y còn sống y nhất định sẽ tự tay giết hắc kiến điều này không thể nghi ngờ nữa lúc tống tham mưu đẩy cửa bước vào vừa hai nhìn thấy người này đang ngồi an tĩnh trên giường nhìn cửa sổ khí tức xung quanh người rất cô độc còn người đen như mực sâu không thấy đáy không biết là suy nghĩ cái gì ông nhìn bắt cháo trên tủ đầu giường hỏi chưa ăn sao tả xuyên trạch nhàm chán ừ một tiếng tiếp tục nhìn ra ngoài trời. Phía ngoài kia, tuyết còn đang rơi. Hòa tuyết rất nhỏ nhưng dày đặc, bay là tả giữa không trung. Rõ ràng là màu trắng nhợt, nhưng lại khiến y vô thức nghĩ tới đêm trung thu đó. Ngay khi ý thức của y mê loạn nhất, cũng là lúc pháo hoa nổ tung đầy trời, khiến cho mùi hương trà và mùi ngọt ngào khi ấy tựa như có sinh mệnh ghi nhớ trong đầu. Đáy mắt y không khỏi trầm xuống. Giọng nói của Tổng Tư lệnh còn vang lên bên tai. Muốn ăn gì ta sẽ bảo nhà bếp làm lần này tả xuyên trạch không đáp tống thao mìn nhìn một hồi rồi trầm mặc định xoay người đi thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau tôi muốn ăn cháo tống chiết nấu tống tham mi xoay người lại nhìn y ông biết bản chất của người này không xấu nhưng dù sao y cũng được hắc yến nuôi lớn dinh dáng quá nhiều tới hắc yến nên cũng thiếu hụt phương diện tình cảm không nghĩ được là y lại nói những lời này ánh mắt tả xuyên trạch vẫn không thu hồi bờ mi dài rũ xuống phủ bóng lên đôi mắt đen không thấy đáy, không chút tâm tình. Y trầm mặc một lát rồi lại nhắc lại. Tôi muốn ăn cháo, tống chết nấu. Hết tập 24 Các bạn đang thưởng thức bộ truyện đam mỹ hành động cao hát, cực hạn săn bắn, tác giả nhất thế hoa thường qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem tập mới nhất trên kênh Sam Audio nếu bạn yêu thích bộ chuyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho nhiều người cùng xem nhé rất mong nhận được comment của các bạn để cây ngày càng hoàn thiện hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo